Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta sẽ đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 129. Đám người Kim Ô, Ô Tăng Nhi ở sau lưng của Phương Hành đã lo lắng khó nhịn. Lúc này chúng yêu vây công, vốn có hơn phân nửa nguyên nhân là vì đoạt cơ duyên của Phương Hành. Kết quả tiểu ma đầu này không chỉ không di chuyển được chú ý của chúng yêu, thậm chí còn tưới dầu vào lửa. Cái này là chê người nhìn chằm chằm mình không đủ nhiều sao? Kéo dài như thế, dẫn động chúng yêu vây công thì làm sao cho phải? Nhất là Kim Ô cũng không nhịn được, đến trước mặt Phương Hành nói: "Tiểu thổ phỉ, ngươi đến cùng đang làm cái gì vậy? Kim gia ta biết ngươi nhiều ý đồ xấu, nhưng hôm nay đùa có chút lớn đấy. Ngươi có chủ ý gì nói rõ cho chúng ta được không? Coi như là ngươi chán sống muốn đi địa phủ ăn cướp thì cũng phải cho chúng ta thời gian gây di ngôn chứ. Cất kỹ đồ vật của ta." Phương Hành không có giải thích mà lấy túi trữ vật ở bên hông nhét vào ngực của Kim Ô. Trong tay mình chỉ có một thanh hắc kiếm, thấp giọng nói: "Căn bá truyền cho chúng ta mỗi người một cuốn đạo quyết, hôm nay ta muốn đi lấy đạo quyết của mình." Dứt lời, hắn nhẹ nhàng mà sung sướng, tay áo bồng bềnh bước vào hư không, rút kiếm đưa ngang ngực. "Ta có vô số cơ duyên dị bảo, lại không biết hỗn đản nào có bản lĩnh tôi lấy." Nhất thời cả trường yên lặng, không người lên tiếng. Tu sĩ nhân tộc này điên rồi sao? Biết rõ hắn phải chết lại vẫn muốn trực tiếp khiêu chiến sao? Thậm chí nói, ngay cả đám người Kim Ô cũng không hiểu nổi Phương Hành đang suy nghĩ gì. Bọn hắn vốn tưởng Phương Hành bình tĩnh như thế là bởi vì có chuẩn bị ở sau, ý định lừa bịp người khác. Nhưng hôm nay thấy sự tình phát triển hoàn toàn không giống bọn họ tưởng tượng, trong nội tâm nhịn không được, cho rằng Phương Hành đã điên rồi, định liều mạng. Trong nội tâm nhất thời lạnh lẽo: "Tiểu thổ phỉ, có Kim gia ở đây, há có thể để ngươi đơn độc dốc sức liều mạng chứ?" Kim Ô kêu một tiếng, muốn tiến lên trợ trận. Ngay cả Tiểu Bằng Vương ánh mắt cũng lăng lệ, vung hoàng kim kích. Nhưng Phương Hành lại căn bản không có ý tứ bảo bọn hắn ra tay, nhẹ nhàng phất tay, ý bảo bọn hắn an tâm chớ vội. Mà lúc này Phạt Ma Cửu Tử cũng ngừng thần lạnh lẽo nhìn Phương Hành. Tiểu ma đầu kia ở dưới loại cục diện này khiêu chiến lại để cho bọn hắn có loại cảm giác khó tin. Trong truyền ngôn không phải nói tiểu ma đầu này chưa bao giờ thích cùng người đấu pháp, chỉ thích âm mưu quỷ kế sao? Bất quá cái loại ý nghĩ này chỉ lóe lên ở trong đầu, sau đó có mấy người nổi lên tâm tư. Dù sao Cửu Tử cũng có tư cách ở trước yêu điện ôm cây đợi thỏ, không có ai là hạng người bình thường, thực lực đều rất mạnh, đối mặt tu sĩ thần châu cũng chưa chắc không dám chiến một trận, lại càng không cần phải nói tới Phương Hành chỉ là kim đan sơ kỳ. Dõng dạc: "Ta đến chiến người." Sau khi yên lặng một chút, có thanh âm đột nhiên lớn, là Tử Vụ Hồ đạo tử, đã từng bị Phương Hành một kiếm chặt đứt thông đạo yêu đế các. Hắn tự nhận mất hết thể diện, đương nhiên nóng lòng vãn hồi thể diện nhất. Thời điểm người khác còn lo lắng quan sát, hắn đã nhịn không được giống lên một tiếng, trở thành người thứ nhất xuất thủ với Phương Hành. "Lòng môn của Tử Vụ Hồ ngư ta, hôm nay ở dưới chư vị đạo hữu chứng kiến chạm người, bảo hộ đạo tâm của ta." Trong tiếng hô, Tử Vụ Hồ đạo tử bay ra, tiện tay kết ấn, quanh người dâng lên hơi nước mênh mông quần quần, tựa như là thiên tượng đại biến, trong chốc lát bao phủ phương viên mười dặm. Sau đó thân hình hắn lóe lên, nhà mắt đã đến trước người của Phương Hành, hai tay kết ấn, lòng môn ấn đập mạnh ra. Ầm một tiếng, thức ấn pháp này của hắn đưa vừa ra, bất ngờ ở sau lưng ngưng kết thành một long môn cao không biết là mấy trăm trượng, uy thế ngập trời, nghiền áp rơi xuống. Long môn ấn, tân kiếm trảm chúng sinh. Thuật này đúng là đại thuật của Tử Vụ Hồ. Tử Vụ Hồ nhất mạch chính là một kim lý ở mấy vạn năm trước thành tiên lưu lại. Lúc đó Tử Vụ Hồ nhất mạch đừng nói đại yêu, ngay cả biến ảo thành yêu quái cũng có mấy người. So sánh với chân long nhất mạch quyền thế ngập trời thì càng giống như đại đế vương và ăn mày vậy. Tục truyền tổ tiên Tử Vụ Hồ từng có cơ duyên, lúc đó long vương ở cửa biển lập một long môn, nói cho ngàn vạn thủy tộc, ai có thể từ trong nước nhảy lên, nhảy qua long môn, người đó có thể được long môn truyền thừa, trợ giúp đối phương thành đạo. Long môn kia cao 330 trượng, thủy tộc bình thường làm sao có thể phóng qua? Thủy tộc đều nói long vương đùa người, duy chỉ có một con kim lý coi là thực, không ngừng nhảy 99 năm, rốt cuộc có một ngày từ trong nước nhảy lên phóng qua long môn. Long vương đích thân mời nó vào long cung, dốc túi truyền thụ truyền thừa của long tộc,
Kim Lý kia được cơ duyên, lại tiềm tu nhiều năm, rốt cục chút bỏ yêu thai, phi thăng thành tiên. Cũng ở yêu địa lưu lại tử vụ hồ nhất mạch độc nhất vô nhị. Long môn ấn kia là năm đó yêu tiên tự mình truyền xuống, ý cảnh xa xưa, uy lực vô tận. Nguyên hình của tử vụ hồ đạo tử chính là một con kim lý. Người đều nói nó có phong thái của tổ tiên, tuổi còn trẻ liền tìm hiểu được pháp ấn do yêu tiên lưu lại. Mấy năm trước hắn xuất quan chính là dùng ấn pháp này luận đạo cùng với kim đan đỉnh phong, cuối cùng là hòa không phân thắng bại. Tuy lần kia chỉ là luận đạo, không phải là đấu pháp, nhưng tạo nghệ có thể thấy được lốm đốm. Xem ra hắn rất nóng nảy, bởi vậy vừa thích Phương Hành liền thi triển ấn này muốn rửa sạch thổ thẹn. Cái phá ấn gì? Xem ta núi lớn áp lòng mồn, đại kiếm chạm nhục thân. Phương Hành đối mặt với tuyệt học của Tử Vụ Hồ lại không sợ chút nào. Trong tiếng quát, một bước đạp ra ngoài, khí huyết trống đãng, giống như là vang lên một tiếng sấm rền. Sau đó hai tay cầm kiếm chém về phía Tử Vụ Hồ đạo tử. Cùng lúc đó trong thức hải, lực lượng sơn bảo biến ảo, ở sau lưng hiện hóa ra hư ảnh một ngọn núi lớn. Một kiếm này gia trì lực lượng của sơn bảo, trầm trọng như núi. Ầm một tiếng, kiếm đối ấn, núi lớn đối lòng một. Lúc đầu Tử Vụ Hồ đạo tử nghĩ Phương Hành đối kháng mình sẽ bị chấn khí huyết toàn thân quần quận. Hắn tự thấy thực lực mình rất tốt, đối mặt với thức long môn này chỉ sợ kim đan đỉnh phong cũng phải thận trọng đối đãi. Nhưng hắn không nghĩ tới lực lượng của Phương Hành quá mạnh, một kiếm kia chém ra vậy mà chém không trung xuất viện vết nứt không gian màu đen, giống như là tuyết lở vậy. Hai tay của Tử Vụ Hồ đạo tử rung động như có dấu hiệu vỡ vụn, dọa hắn đổ mồ hôi lạnh, dốc sức liều mạng tế lên ba phù bảo ở trên không trung, hóa thành ba cái hồ lớn như mộng như ảo ngăn ở giữa hắn và Phương Hành. Chỉ có điều theo hắn tế ra phù bảo, khí thế cũng đã thua Phương Hành. Long môn ở sau lưng ầm ầm sụp đổ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Phương Hành hét lớn, cất bước vượt qua, rất không nói đạo lý, hắc kiếm trong tay lại chạm. Ở giữa hắc kiếm vô kiến bất tồi, Tử Vụ Hồ đạo tử tế ra ba phù bảo liên tiếp nghiền nát, hư cảnh biến mất. Như vậy thoạt nhìn giống như là Phương Hành một kiếm chạm long môn, hai kiếm chạm ba hồ. Lực lượng nhục thân thuần túy bài trừ hết thầy hư nịnh. Vèo một tiếng, lúc hư ảnh hồ lớn cuối cùng biến mất, đại kiếm đã thẳng tắp chém về phía Tử Vụ Hồ đạo tử. Hỗn đản, lại có lực lượng nhục thân bậc này, hôm nay tính toán ta. Sắc mặt Tử Vụ Hồ đạo tử vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, vội vàng lui trăm trượng, phất tay áo hét lớn. Nhìn bộ dạng như vậy, rõ ràng đã không dám tiếp tục tái chiến. Còn mẹ nó, hỗn đản, hôm nay lấy đầu của ngươi tế kiếm của ta. Phương Hành một thân sát khí vậy mà không buông tha, trong tiếng quát chói tai, một kiếm kẹp lấy hung phong vô tận chém tới. Hỗn đản này thật hung. Lúc này ở trước yêu điện, ngoại trừ Cửu Vương Tử, Thái Thạch Si Nhi, sứ giả Thần Châu còn bảo trì vẻ đạm nhiên, mấy người khác sắc mặt đều đại biến, như ai cũng không ngờ tu sĩ nhân tộc kia sẽ mạnh như vậy. Đường đường Tử Vụ Hồ đạo tử, thiên tài nổi tiếng của yêu tộc, lại bị Phương Hành hai kiếm đánh bại. Giờ khắc này Hồ Tiên Cơ quay đầu liếc nhìn đạo tử Thử Tộc, đáy mắt đã có chút lo lắng. Đã thắng cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như thế? Nhân tộc Phương Hành, già già đến đính dão thần thông của ngươi. Vô Ảnh Sơn đạo tử híp mắt nhìn thấy Phương Hành đang toàn lực ra tay với Tử Vụ Hồ đạo tử, thanh âm lạnh lạnh quát. Cùng lúc đó thân hình lóe lên biến mất ở trên vẫn thạch, lúc xuất hiện lần nữa bất ngờ đã vọt tới sau lưng của Phương Hành, thân thể thấp bé nhảy lên giữa không trung, móng vuốt sắc nhọn vèo một tiếng bắt xuống cái ót, trong miệng nói lĩnh giáo nhưng lại ra tay đánh nghén. Cút ngay! Vô Ảnh Sơn đạo tử vốn đoán chắc thời cơ, lại không ngờ thần hồn Phương Hành cường đại, cảm ứng siêu phàm, lập tức xoay người lại, một kiếm chém thẳng tới. Nó biết đánh lén không thành cũng không nóng nảy, cười khặc khặc, thân hình giống như là hư ảnh lui về sau 30 trượng, cười lạnh nói: "Phản ứng nhanh nha." Cũng không phải là nhanh, mà là quá nhanh. Phương Hành cười hắc hắc, ở trong mắt lóe lên sát khí, cầm kiếm chỉ về phía gia hỏa đánh lén. Nhiều lúc này, khóe mắt hắn đột nhiên nhảy lên, thân hình nghiêng nghiêng, đột nhiên chứng kiến một đạo kiếm quang sắc bén vô hình, tựa như là sợi tơ lướt qua ngực mình đốt tới. Có thể nói hiểm tại càng hiểm, là Hồ Tiên Cơ đánh nhén. Hỗn đàn, xấu hổ hay không, dùng ba đánh một sao? Cách đó không xa,
Kỳ Mô thấy một màn này không khỏi giận sôi lên, phẫn nộ kêu to: đây là phạt mà, không phải đấu pháp, cần gì phải chú ý một đánh một. Thanh âm của Hồ Tiên Cơ lạnh lùng, chậm rãi tiến lên cùng hai yêu khác hiện lên hình tam giác vây công Phương Hành. Trong lúc nhất thời, Hồ Thiên Cơ thì một lòng chỉ muốn nhanh giết Phương Hành để tránh đêm dài lắm mộng. Từ Vụ Hồ đạo tử thì oán hận muốn giết Phương Hành, cộng thêm Vu Ảnh Sơn đạo tử ngấp nghé bảo tàng quán, đã phân biệt đứng ở ba vị trí vây quanh Phương Hành. Trên người khí cơ kích đãng kết thành một trận thế nho nhỏ. Đường đường đạo tử của ba yêu mạch, thiên tài trẻ tuổi hàng đầu của Bắc Câu yêu địa, vào lúc này bất ngờ quyết định vây công Phương Hành. Khinh người quá đáng, đường đường đạo tử ngay cả ra mặt cũng không muốn, vậy tu thành nhân hình làm gì? Kim Ô thấy cảnh này đã căm tức tới cực điểm. Ầm một tiếng, kim xí hiện ra, thân hình như vòi rồng lao tới, uy phong bát diện, khí thế hùng ác. Hắn thấy Phương Hành bị người vây công, dù thế nào cũng không ngồi yên. Tuy lâm vào lớp lớp vòng vây, có thể nói là tiểu thổ phì tự tìm, nhưng mà huynh đệ có chuyện mình không giúp, còn trông cậy vào ai đây? Tiểu thổ phì, người trước chạm cá chép, ta chạm chuột, sau đó liên thủ làm thịt con hồ ly kia. Trong tiếng hô, hai cánh của Kim Ô quấn qua, muốn ra tay với Vô Ảnh Sơn đạo tử. Nhưng thân hình còn chưa tới, đột nhiên nhìn thấy phía dưới có bốn thân hình đột nhiên di động ngăn ở trước người hắn. Nhìn bộ dáng của người bốn người này đều mặc thủy giáp, tu vi không tầm thường, sát khí làm cho lòng người kinh hãi. Lại là chiến tướng của Thương Lan Hải, Cửu Vương Tử. Chủ tử đã nói sớm muộn gì cũng sẽ bắt người, hiện tại ngươi không cần vội vã ra tay. Trong bốn chiến tướng, một người ngặt mặt không biểu tình nói, trên người sát khí di động, hiển nhiên Kim Ô khẽ động, bọn hắn cũng sẽ ra tay. Ánh mắt Kim Ô lạnh lạnh, bằng vào bốn phế vật các người cũng muốn ngăn cản Kim gia, thực cho rằng ta không biết ăn người. Bên kia ngay cả kim sĩ Tiểu Bằng Vương cũng chuẩn bị ra tay, nhưng bên này Phương Hành bị đám người Hồ Tiên Cơ vây quanh lại bỗng nhiên cười phá lên. Kim lục tử, ngươi bị bệnh sao? Ta hồ đầu lâu như vậy, ngươi đã từng thấy ta bị thua thiệt lần nào chưa? Ngoan ngoãn thầy ta trông bảo bối, hôm nay ta muốn buông tay chiến một trận. Trong tiếng quát chói tai, hắc kiếm run lên, đất bằng xoáy lên bão tố, sức gió tập quấn pháp bào tung bay. Trong tâm chỉ cảm thấy khoái ý nói không nên lời, ánh mắt lạnh lạnh đảo qua trên mặt của đám người Hồ Tiên Cơ quát: sớm nên ba người cùng tiến lên rồi, một trọi một, các người ngay cả ba thành lực lượng của ta cũng không tiếp được, thì làm sao mà chiến thống khoái chứ? Vèo một tiếng, cự kiếm lại động, như ác long ngẩng đầu. Ầm một tiếng, vậy mà huyễn hóa ra ba bóng kiếm phân biệt chém về phía Hồ Tiên Cơ. Vô Ảnh Sơn đạo tử, Từ Vụ Hồ đạo tử, lực lượng trên thân kiếm so với vừa rồi hắn đơn độc chém Từ Vụ Hồ đạo tử bất ngờ chỉ mạnh không yếu, khí cơ liên tiếp tăng vọt, bá đạo như ác ma thức tỉnh. Vừa rồi hỗn đản này còn che giấu thực lực sao? Vô Ảnh Sơn đạo tử kinh ngạc kêu lên, sau đó cười lạnh: như vậy mới không uổng công bản đạo tử ra tay một lần. Vèo một tiếng, nó đối mặt một kiếm này của Phương Hành, vậy mà không né tránh, tùy ý kiếm khí chém thành hai nửa, nhưng thân thể bị chém lại không thấy máu, ngược lại dần dần trở nên nhạt, đã trở thành một hư ảnh. Mà chân thân của hắn bất ngờ lại xuất hiện ở trước người Phương Hành, như là quỷ ảnh, nhẹ nhàng linh hoạt, thân hình như phù, móng vuốt sắc nhọn nắm tới bắp chân của Phương Hành. Một kích này lại không cầu trọng thương, chỉ muốn mang một chân của Phương Hành. Bí thuật của Vũ Ảnh Sơn, hư không độn pháp. Nhận lấy cái chết đi. Từ Vũ Hồ đạo tử không dám đón đỡ kiếm khí của Phương Hành, thân hình vội vàng thối lui tránh đi, trói tai quát, song trường nhấn một cái, bất ngờ huyễn hóa ra một đạo thủy ý khôn cùng, như là một hồ lớn từ giữa không trung đáp xuống, đánh thẳng về phía Phương Hành. Trong hồ ẩn chứa đủ loại quỷ tà, chỉ cần rơi vào trong hồ thì có thể trên dưới 100 loại phương pháp chế địch. Mà Hồ Tiên Cơ ở thời điểm Phương Hành xuất kiếm cũng bắt pháp ấn, môi đỏ khẽ mở, nhất thời có một viên hồng đan quay tròn xuất hiện ở trên không trung, xung quanh phảng phất như là xương khí ngưng kết thành một tầng kiếm khí, ở trong chớp mắt hóa thành lưỡi lớn giống như trăm đạo kiếm khí sắc bén kết thành, đón đầu bao phủ Phương Hành chính là hồ đan kiếm nàng tu luyện. Phương Hành đối với ba người phản kích chỉ lạnh đùng cười cười, đã làm ra ba động tác: vung chân, ném kiếm, kết ấn. Bá một tiếng, lúc đầu Vô Ảnh Sơn đạo tử nghĩ nhất định sẽ thành công, ít nhất cũng có thể để một chân của Phương Hành nửa ngày không linh hoạt, nhưng thời điểm chào quán bắt tới,
Phương Hành lại bất ngờ đạp hư không, ầm một tiếng, một gợn sóng vô hình phát ra. Đùi phải ở thời khắc này chắc hơn núi lớn, vô kiến bất tồi, lực lượng hùng hồn như là thiên trụ có thể chống đỡ bầu trời. Một chảo kia chưa bắt tới đùi Phương Hành đã bị một sát khí quanh người hắn kích bắn, gãy bà mông vuốt, suýt nữa ảnh hưởng tới ngón tay. Con chuột chết, nạp mạng đi! Phương Hành kích phát ra khí huyết, phá vỡ thuật pháp âm độc của Vô Ảnh Sơn đạo tử, trở tay bổ tới đầu hắn một trường. Tiểu ma đầu quả nhiên là bất phàm. Vô Ảnh Sơn đạo tử cười lạnh, thân hình đột nhiên lui về phía sau, nhảy ra ngoài 10 trượng. Chỉ là tuy trên mặt thoải mái, nhưng trong lòng lại cảm thấy khiếp sợ không thôi. Gia hỏa này rốt cục là quái thai gì vậy? Đàn pháp bình thường nhưng nhục thân cường hoành như vậy. Từ Vũ Hồ đạo tử có hai người trợ giúp, không đến mức bị Phương Hành ép chặt. Vì vậy thi triển pháp ấn rầm rà, muốn dùng một hồ lớn bao phủ Phương Hành. Lại không nghĩ tới cái tên kia ngay cả nhìn cũng không nhìn mình thi pháp, trở tay ném kiếm đến. Kiếm kia dài gấp 3 kiếm bình thường, rộng cũng gấp 3, sát khí vô hạn. Một kiếm này ném đến, cơ hồ sẽ rách hư không. Vèo một tiếng, Từ Vũ Hồ đạo tử kinh hãi lạnh mình, không dám đón đỡ kiếm này, thân hình vội vàng ngửa ra sau, khó khăn lắm mới né qua được. Mà thời điểm hắn ra sức né tránh, hồ lớn tân tân khổ khổ huyễn hóa ra tự nhiên cũng tiêu tán. Sau khi tiện tay ném kiếm, Phương Hành nhanh chóng kết ấn, mười ngón biến ảo, lập tức kết ba pháp ấn. Sau đó một ngón tay như kiếm vạch về phía hồng đan của Hồ Tiên Cơ. Trong nháy mắt, thời gian tựa như là ngưng trệ. Trên hồng đan của Hồ Tiên Cơ phóng ra kiếm ý ngập trời, tựa hồ bị đóng băng, hết thảy như chậm lại mấy lần. Chỉ có ngón tay của Phương Hành điểm ra là trung tâm vũ trụ. Hồ Đan Kiếm. Lúc này Phương Hành thi triển bất ngờ cũng là Hồ Đan Kiếm. Đúng là Hồ Đan Kiếm mà lần thứ nhất hắn mang Thanh Hồ Quỷ Diện lên, rồi được kích thương Hắc Uyên Ngục Chủ. Sau khi thi triển một lần, hắn đã ghi tạc một thức bí pháp này vào nội tâm. Tuy tạo nghệ không sâu bằng Hồ Tiên Cơ, nhưng hắn học được lại cao minh hơn rất nhiều. Cộng thêm linh lực bàng bạc, uy lực càng mạnh mẽ. Vậy mà dùng kiếm đối kiếm, dùng thức phá thế, cứng ngắc khắc chế chiêu pháp của Hồ Tiên Cơ. Phát sau mà đến trước, muốn một chỉ giết địch. Sao có thể như thế chứ? Làm sao có thể? Ở thời khắc này, Hồ Tiên Cơ cực kỳ hoảng sợ, thẳng đến ngón tay sắp điểm ở trên trán mới ra sức dãy dụa huyễn tượng. Hùng hăng cắn lưỡi, phun ra một ngụm bổn mạng tinh huyết. Trong lôi ầm ầm ầm, nàng rốt cục đạt được tự do, nhanh chóng bay ngược về. Mà lúc này ngón tay của Phương Hành cũng điểm vào trên trán của nàng, mặc dù né qua chỗ hiểm lại làm cho mái tóc rối loạn. Hồ Tiên Cơ cực kỳ hoảng sợ, thân hình như là khói lướt đi, rất nhiều sợi tóc không ngừng rơi xuống. Lần thứ nhất tha cho ngươi, lần này sẽ không tha nữa. Trong ánh mắt hoảng sợ của Hồ Tiên Cơ, khuôn mặt tươi cười của Phương Hành không ngừng phóng đại, chiếm cứ toàn bộ tâm thần của nàng. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy chứ? Trong nội tâm của Hồ Tiên Cơ khó có thể áp chế điên cuồng giống lên. Nàng vốn không để Phương Hành vào mắt, tuy đã công nhận thực lực quán, nhưng chỉ cho rằng hắn và mình sàn sàn nhau. Hôm nay chịu cùng hai người khác vây công Phương Hành chỉ là vì muốn nhanh chóng thắng thủ, để tránh đêm dài lắm mộng, chứ không có ý cho rằng mình không phải đối thủ của gia hỏa này. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, một gia hỏa mà mình không để vào mắt kia, vậy mà dưới ba người liên thủ, một chiêu phản chế, lợi dụng Hồ Đan Kiếm phá Hồ Đan Kiếm, sai một ly liền muốn giết mình. Tiểu hỗn đản này quả nhiên là hung ác. Ngư Thế Huynh, Hồ Tiên Tử, không nên điêu thủ, liên thủ trừng trị hắn đi. Vô Ảnh Sơn đạo tử bị hỏa diễm của Phương Hành gây thương tích, trong cơn giận dữ thân hình rung lên, hóa thành một con chuột cao 3 trượng, giữ tận há miệng. Từ trong miệng phun ra từng cây bạch cốt tanh hôi. Những bạch cốt này bay đến ở trong không khí, liền mở rộng thân hình, ba ba rung động, phân biệt từ các hướng khác bắn về phía Phương Hành. Lại là bạch cốt khôi lỗi mà nó bình thường ôn dưỡng. Từ Vũ Hồ đạo tử cũng cắn răng, một tay điểm ở mi tâm, sau đầu của hắn bất ngờ bay ra một phù trận màu tím, lung lay bay lên không trung. Sau đó từ khí mãnh liệt, địa hỏa vi lao gắn Phương Hành vào trong đó. Ngươi đã không còn kiếm, ta nhìn ngươi làm sao đả thương người. Hồ Tiên Cơ cũng quát chói tai, môi khẽ mở, phun ra một đạo hỏa diễm màu hồng, hóa thành một biển lửa, bên trong có xiềng xích vô hình tung hoành. Đúng là Hồ Thần Hỏa mà Hồ Tiên Cơ tu luyện. Hắn thế nào? Ô Tăng Nhi khẩn trương nắm lấy cánh của Ô Kim, làm lông cánh suýt nữa bị lột xuống.
Kim Mộ cũng không cảm thấy đau nhức, chỉ lẩm bẩm nói: không giống, tiểu tổ phì không quá giống bình thường. Lúc này trên Vẫn Thạch, Thương Lan Hải, Cửu Vương Tử, Thái Thạch Si Nhi, Đại Thánh Sơn Không Không Nhi, Sứ Giả Thần Châu làm quần chúng cũng nhíu mày, gắt gao nhìn sang, không biết Vương Hành có thể chống được ba người liên thủ oanh kích hay không. Nếu như thất bại, cái kia tự nhiên nói rõ hắn chỉ thường thôi. Nhưng nếu thắng, đây chẳng phải là nói thực lực quán khó có thể tưởng tượng sao? Trong hỗn loạn, một thanh âm cười lạnh truyền ra: hỏa hầu còn chưa đủ nha, âm dương đại ma bản. Dầm một tiếng, phảng phất như là có ám lôi bắt đầu khởi động. Chúng yêu nhìn về phía chiến trường, tai nghe không được lôi âm, mắt nhìn không thấy tia chớp, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy có ám lôi bắt đầu khởi động. Cùng lúc đó, thậm chí bọn hắn còn cảm thấy thiên địa chậm rãi xoay tròn. Bất quá rất nhanh, bọn hắn đã hiểu được không phải thiên địa xoay chuyển, mà là âm dương nghịch chuyển, trung tâm vòng xoáy là ở phía trước. Bị thần phù của Tử Vụ Hồ Đạo Tử định trụ, thần hỏa của Hồ Tiên Cơ bao phủ, bạch cốt khôi lỗi của Vô Ảnh Sơn Đạo Tử vây quanh chém giết, cơ hồ đã bị xìm ngập, hoàn toàn không thấy bóng người. Bỗng nhiên dị biến nảy sinh, phảng phất như ở trong chiến cuộc có một cự nhân sinh ra, muốn phá vỡ thương thiên, khí cơ kích đãng, lại dẫn động thần hỏa quấn ngược, thần phù dao động. Cũng không phải cự nhân, chàng lúc chiều lỗng một bóng dáng nho nhỏ, ở sau lưng hắn sinh ra hai kim sĩ dài hơn 10 trượng, mỗi một cây lông vũ đều là một thanh vũ kiếm. Hai kim sĩ chậm rãi lưu truyền, kim quang sáng chói bảo hộ ở cái người hắn. Mắt thường có thể thấy được, từng bạch cốt khôi lỗi vọt lên đã bị kim sĩ chém nát. Bí pháp của cô Nhận Sơn Đại Bằng Tộc, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm. Nơi này không ít yêu tu biết hàng kinh dị trận to mắt, lên tiếng kinh hô. Chỉ là thần niệm hiển hóa cũng có uy năng như vậy sao? Bí pháp Đại Bằng Tộc vốn là do kim sĩ của tộc nhân diễn hóa ra, có thần uy vô tận, nhưng tu sĩ nhân tộc trước mắt chỉ dùng linh lực biến ảo lại sinh ra thần lực như vậy, không thua đại bằng nhất tộc. Mà lúc này bàn tay hắn bắt pháp ấn huyền ảo, lúc lên lúc xuống chậm rãi vận chuyển, một đạo thanh khí, một đạo hắc khí từ trong hai tay quán bắn ra, thậm chí hiển hóa chậm rãi. Sau đó âm dương nghịch chuyển, thần hòa của Hồ Tiên Cơ vừa tới gần vậy mà bị âm dương ngụy khí hấp dẫn, sau đó lực lượng khổng lồ xoắn diệt, hóa thành thần quang thuần túy, từng điểm trở thành lực lượng hỏa nguyên của âm dương nhị khí, không có tác dụng đáng nói. Thực lực của kẻ này vậy mà mạnh đến trình độ nào vậy? Hồ Tiên Cơ lảo đảo lùi về phía sau, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Từ Vụ Hồ Đạo Tử thì mắt bắn ra lệ quang, dốc sức liều mạng giống to: Hồng Mông Thần Phù, chấn áp cho ta! Ông một tiếng, tấm từ phù trên đỉnh đầu Phương Hành đột nhiên run rẩy, loáng thoáng hình như có tiếng tụng kinh vang lên. Mà từ khí ở trên không trung thì nháy mắt tăng vọt, như ngân hà đổ ngược trút về phía Phương Hành. Nhưng lúc này Phương Hành không thèm để ý, khóe miệng cười lạnh, hai tay hoán đổi, âm dương nghịch chuyển. Rắc một tiếng, theo âm dương ma bản nghịch chuyển, lực lượng thần hòa của Hồ Tiên Cư hóa thành một đạo thần quang to lớn, ngưng tụ bên người của Phương Hành, sau đó phóng về phía bầu trời. Cùng từ khí va chạm, chỉ nghe ầm một tiếng, khí lưu cuồng bạo tuôn ra bốn phương, không biết đụng nát bao nhiêu Vẫn Thạch. Chúng yêu vây xem thực lực yếu, lúc này đều đứng không vững, dùng tay áo che mặt, vận chuyển linh lực phòng ngự. Từ Vụ Hồ Đạo Tử chỉ cảm thấy bị một lực lượng phô thiên cái địa va chạm, miệng phun ra máu, ngã bay ra hơn 10 trượng. Thời điểm mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt có một tấm tử phù chậm rãi bay xuống. Lúc này nó đã vỡ vụn hơn phân nửa, hắn cơ hồ không dám tin vào mắt của mình, quát: Hồng Mông Thần Phù, ngươi dám phế thần phù của ta! Mà lúc này Phương Hành đã bay đến giữa không trung, nhìn về phía Từ Vụ Hồ Đạo Tử hét lớn: Kiếm tới! Từ Vụ Hồ Đạo Tử ngẩn ngơ, sau đó như cảm thấy gì đó, vội vàng bỏ chạy. Vèo một tiếng, một thanh hắc kiếm bay ngược đến, đâm thẳng phía sau lưng của hắn. Vì tránh nhanh nên thoát được chỗ hiểm, nhưng một cánh tay lại bị chém chia lìa. Hắc kiếm thì như là tia chớp bay về phía Phương Hành, bị hắn nắm ở trong tay, kiếm chỉ bốn phương. Chỉ có chút bổn sự như vậy, làm dê béo còn tạm được, cũng muốn đấu với ta sao? Phương Hành cười lớn, hắc kiếm chém ra lần nữa. Ầm một tiếng, như một hắc long quất lấy thiên địa, hắc kiếm giống như là thần lôi ở trong nhà mắt bổ về phía ba người. Vô Ảnh Sơn Đạo Tử, Hồ Tiên Cơ, Từ Vụ Hồ Đạo Tử đều kinh hãi lại mình,
muốn chạy ra khỏi vòng chiến lại bị kiếm khí quấn lấy, trốn không thoát, có thể cắn răng chống đỡ, rốt cuộc không dám lưu thủ. Các loại yêu thuật võ đạo huyền ảo, pháp bảo lợi hại, giống như là không cần tiền bày ra, rõ ràng chỉ có bốn người lại biến một phương hư không thành chiến trường của ngàn vạn người tại chiến. Nhưng càng làm cho người ta giật mình chính là Phương Hành một người một kiếm lại áp chế ba người bọn hắn. Người này lại có bản lĩnh như thế, đạo tử của Thanh Khâu Sơn, Vô Ảnh Sơn, Từ Vụ Hồ liên thủ cũng không làm gì được hắn sao? Trên Vẫn Thạch, Hắc Mộc Lĩnh Xà Vương Nữ ngạc nhiên mở miệng, khó có thể tự kiềm chế. Có bản lĩnh như vậy mới có tư cách tiếp chín đao của ta. Bên sứ giả Thần Châu, đại hán đầu chọc tay đè song đao cực kỳ kích động. Mà bên cạnh Thương Lan Hải, Cửu Vương Tử, đạo tử Thái Thạch Si Nhi một mực cầm sách đọc, tựa hồ không để đại chiến ở trong lòng. Cũng vào lúc này ngẩng đầu, trong mắt hiện lên dị sắc, nhẹ nhàng nhét sách vào trong tay áo, chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng cười nói: "Ồ, cũng chỉ có cùng nhân vật bậc này chiến một trận mới có thể tế thư tâm nho kiếm của ta." Con mọt sách, ngứa tay. Thương Lân Hải Cửu Vương Tử nhẹ giọng cười cười, vẫn còn có chút không để ý. Thái Thạch Si Nhi mỉm cười không nói, chỉ nhìn chiến trường, lấy đầu của các ngươi đến tế kiếm của ta. Lúc này trong hư không, Phương Hành cảm thấy Hòa Hầu đã đến, quát lạnh một tiếng, thân hình như khói xanh biến mất, bất ngờ xuất hiện bên cạnh Vô Ảnh Sơn đạo tử, hắc kiếm trực tiếp quét về phía đầu quán. Chuột chết, cho rằng chỉ mình ngươi biết đánh đén, nếm thử một chiêu của ta đi. Vô Ảnh Sơn đạo tử bị hù đến mồ hôi chảy dài, muốn nhảy lui ra sau. Xuy một tiếng, kiếm của Phương Hành cắt thân thể quán, máu tươi đầm đìa, lại có một thân ảnh khô gầy nhanh chạy ra xa. Phương Hành không thèm để ý, biết tuy con chuột kia chạy thoát nhưng đã bị mình chém trọng thương, xoay người chuyển ánh mắt lại tập trung vào một người, hai chân đạp nhanh, kim xí mở ra che đậy nửa bầu trời, vọt thẳng về phía Hồ Tiên Cơ, miệng hét lớn: "Hồ ly lẳng lơ, đưa đầu ngươi đến đây!" Đối mặt với công kích uy phong lẫm lẫm như vậy, tâm thần của Hồ Tiên Cơ bị chấn nhiếp, ở đầu ở đâu còn có ý nghĩ dám đón đỡ, không chút nghĩ ngợi quay người sử dụng Na Di thuật, thân hình trốn vào hư không. Nhưng Phương Hành không do dự chút nào, Na Di đi theo đuổi sát sau lưng nàng. Lúc thân ảnh hai người xuất hiện lần nữa, bất ngờ cách Hồ Tiên Cơ đã không tới ba trượng. Vèo một tiếng, một kiếm quét ngang muốn chạm đầu người. Hồ Tiên Cơ hét lên, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Mỹ nữ tạo ra không dễ, sao có dễ dàng chạm đầu người. Thời điểm kiếm của Phương Hành muốn chém đầu của Hồ Tiên Cơ, từng tiếng gầm vang lên. Bên trái, một nho sinh mặc áo xanh bồng bềnh đi tới, trong tiếng than nhỏ, tay như là nhặt hoa, cách không xa xa đi về phía Phương Hành. Phương Hành lập tức cảnh giác, quay người nhìn hầm hầm, hắc kiếm vạch qua. Đinh một tiếng, một thanh âm giòn vang vang lên. Bất ngờ có một thanh cổ kiếm không biết từ chỗ nào lăng không sinh ra, lướt qua thân thể của Phương Hành, lại bị hắc kiếm đánh bay, phát ra thanh âm dễ nghe, sau đó bay trở về trong tay áo của thư sinh. Lúc này một ánh đao thê lương từ ngoài trăm trượng bắn tới, lặng yên không một tiếng động, uy lực vô tận, hư không bị chém ra kẽ nứt nhàn nhạt, nhạt. Hai tay của Phương Hành cầm kiếm bổ ra, lực lượng cuồng bạo gào thét hóa giải một đao kia. Sau ánh đao là một đại hán đầu trọc đến từ Thần Châu. "Tiểu tử, tên tuổi của ngươi mạnh như thế, quả nhiên cũng có vài phần bổn sự. Nếu có thể tiếp được đao của ta, liền đưa cơ duyên cho ngươi." Đại hán đầu trọc cùng với Thái Thạch Si Nhi phân biệt từ hai bên lướt về phía Phương Hành, thế được lẫn nhau, sau tất cả đều giật mình. Tuy thủ đoạn công kích của hai người bọn họ một trước một sau, trên thực tế là đồng thời ra tay, chỉ vì khoảng cách khác nhau nên thời gian đến bất đồng mà thôi. Bất quá khi bọn hắn thấy được đối phương thì đều có chút do dự, dù sao tự cao thân phận, không có ý định điên thủ. "Thái Thạch đạo hữu, nghe nói ngươi chỉ thích đọc sách, hôm nay lại muốn thi triển thần thông cho chúng ta nhìn sao?" Đại hán đầu trọc nhìn Thái Thạch Si Nhi, nhẹ giọng cười nói. Thái Thạch Si Nhi không còn cách nào khác, chỉ khẽ khom người cười nói: "Chu Thế Huynh cười ta, Si Nhi chỉ là một thư sinh, ở đâu hiểu được thần thông gì chứ. Chỉ là lần này ngứa tay mới muốn tham gia náo nhiệt, thử kiếm pháp ta học trăm năm mới ngộ đạo mà thôi. Chu Thế Huynh đã muốn ra tay, Si Nhi không dám bêu xấu, tự nhiên nhường cơ hội này cho Chu Thế Huynh." Nói xong chắp tay thi lễ, muốn lui ra chiến cuộc. Đại hán đầu trọc nghe vậy lạnh lùng cười cười, cũng không khách khí, chỉ thản nhiên nói: "Vậy thì cám ơn." Nhiều lúc này một thanh âm ngang ngược vang lên: "Nhường con mẹ các người,
Hai hỗn đản các ngươi cùng lên đi. Phương Hành huy kiếm, một kiếm ngang trời chém thẳng Thái Thạch Si Nhi và đại hán đầu trọc. Mình nghỉ đây nhá, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.